Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Lý Tô Sài Gòn TV cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm, Nguyễn Kim Bình và tôi là Lê Minh Nguyên. Đến đây thì chúng ta cũng nói tiếp tục về những vấn đề Hoa Kỳ và thế giới. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề thương chiến này sau khi Tổng thống Trump đã coi như là thay đổi, tức là không đánh thuế cho tới 15 tây tháng 12 và chỉ đánh thuế trên 145 tỷ thay vì 300 tỷ 10%. Thì tức là rõ ràng là Tổng thống có một sự nhượng bộ với Trung Quốc, nhưng mà sau đó thì Trung Quốc cũng không chịu nhượng bộ gì cả. Thì cái sự không nhượng bộ của Trung Quốc, và theo một số nhận định thì nói rằng cái vấn đề này nó làm cho cái vành đai con đường của cái chương trình vành đai con đường của Trung Quốc nó lại phát triển mạnh hơn, bởi vì nó đẩy Trung Quốc vào vấn đề phát triển mạnh hơn, và những quốc gia nhận cái vành đai con đường, thí dụ Mã Lai, Nam Dương là bắt đầu họ chấp nhận những cái chương trình mà trước đây họ đã dừng lại với Trung Quốc. Thì trong khi đó thì chúng ta thấy vấn đề Hồng Kông. Vấn đề Hồng Kông là một vấn đề hiện giờ là người dân Hồng Kông rất là desperate, tức là họ rất là cần sự hỗ trợ của thế giới, và họ đang tranh đấu cho cái dân chủ và cái nhân quyền, cái quyền làm người của họ. Và Trung Quốc bây giờ đã kéo quân về tập trận ngay cái biên giới của Hồng Kông và đe dọa, nói rằng là Hồng Kông bắt đầu làm khủng bố, tức là họ dùng cái từ khủng bố để họ chuẩn bị vấn đề đàn áp. Thì Tổng thống Trump gửi tweet thì khen ngợi, ca ngợi ông Tập Cận Bình, và trong đó là muốn đặt vấn đề là muốn gặp riêng với ông Tập Cận Bình để mà nói chuyện riêng trong vấn đề Hồng Kông. Thì dường như là Tổng thống Trump cũng muốn leverage, muốn dùng vấn đề Hồng Kông để mà nó liên hệ tới vấn đề thương chiến. Thì anh nghĩ sao? Tôi thấy ở đây đó thì quý vị thấy là Tổng thống Trump đã tuyên bố rồi, những cái chuyện ông đã tuyên bố rồi đó là nội bộ của Trung Quốc. Cái chuyện đó là nó sẽ là ảnh hưởng rất là nhiều, vì đây nó cho thấy là Tổng thống không có để chú ý tới vấn đề nhân quyền. Và cái đó nó làm cho nghĩa là cũng như đây là cũng như là ông tặng một cái bông hoa cho ông Tập Cận Bình, nghĩa là nói là làm đi. Nhưng mà nói vậy nhưng mà không phải nó như vậy, tại vì nó không phải dễ như vậy. Tại ở đây đó, ở Hồng Kông đó, đây là quý vị biết, không phải là mặc dù Trung Quốc có nói là terrorist, nghĩa là khủng bố hay không khủng bố đó, nếu mà Trung Quốc mà mang cảnh sát vô Hồng Kông đó thì cả thế giới họ sẽ thấy đây là một cái cuộc đàn áp sắp sửa tới. Đây là một cuộc không phải Thiên An Môn mà Hồng Kông Môn. Thì ở đây đó thì tôi thấy là đây nó là vì vấn đề mà gọi là muốn thương thuyết với Trung Quốc mà dùng cái đó, tôi thấy cái này là không có khéo lắm. Tại vì đây nó là cả một cái bao nhiêu triệu người ở Hồng Kông họ bị hiến, bị nghĩa là bị thí đó, trong cái quân cờ mà giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì là họ là bị là quân cờ thí đó. Thì đây nó là một cái chuyện là khó chấp nhận, những người nào mà nói về nhân quyền hay gì đó khó có thể chấp nhận được chuyện này. Mình nghĩ thế nào trong khi Trung Quốc á, lãnh đạo chấp bu của Trung Quốc cũng như là cựu lãnh đạo của Trung Quốc hàng năm họ có cái hội nghị Bắc Đới Hà, tức là ở bên cái bờ biển để nghỉ dưỡng hai tuần lễ, và họ đang có cái hội nghị đó, nghe nói tới khoảng 18 tây thì mới chấm dứt, và họ đang diễn ra cái hội nghị Bắc Đới Hà. Bắc Đới Hà đây là hội nghị bí mật mà gồm lãnh đạo chấp bu cũng như là cựu lãnh đạo Trung Quốc, thì những cái vấn đề lớn thường thường là được quyết định bởi cái hội nghị này. Thì dĩ nhiên đây, trong cái hội nghị này là vấn đề Hồng Kông và vấn đề thương chiến là chắc chắn là vấn đề xảy ra. Trong khi đó thì Trung Quốc là không cho những cái tàu chiến của Mỹ cập cảng Hồng Kông mà không có lý do chính đáng. Rồi là chúng ta thấy rằng là đại sứ của Trung Quốc tại nước Anh đó, là ông Lưu Hiểu Minh, thì ông lên tiếng bởi vì quốc hội của nước Anh có một số những cái dân biểu đề nghị can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, bởi vì vẫn còn có quyền cái can thiệp. Thì họ warning rằng là nước Anh không nên can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, là vấn đề của Trung Quốc. Thì qua cái nhìn của mình đó, thì Hồng Kông, cái tình trạng của Hồng Kông là có thể bị đàn áp hay không, và cái Hồng Kông á, nếu đàn áp thì như thế nào, và cái Hồng Kông có thể tiến lên để mà đòi lại cái quyền của họ được không?
Trước về mặt ngoại vận thì trong tuần vừa rồi Tổng lãnh sự của Mỹ tại Hồng Kông cũng đã gặp các lãnh đạo của cái phong trào đấu tranh, trong đó có Joshua Wong. Thì chính vì chuyện mà gặp riêng vậy mà Trung Quốc họ la làng phản đối này nè. Và những người lãnh đạo Hồng Kông lúc mà được phỏng vấn họ cũng khéo lắm. Họ nói là họ cần cái sự hậu thuẫn tinh thần của tất cả thế giới, nhất là thế giới Tây Phương. Nhưng họ không muốn cho Trung Quốc lợi dụng cái này để chụp mũ họ là tay sai của những đế quốc thế lực thù địch như là Trung Quốc vẫn hay làm. Cho nên cái chuyện mà ông Trump ông có nói gì nói, nói nhiều thì nói ít, thật ra đó nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến cái ở ngay hiện trường. Và thực sự phong trào mà đối lập á, có cái sự liên lạc với lại tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Hồng Kông. Tuy nhiên trên cái mặt tổng diện luôn á, thì trong cái liên minh Tây Phương á, mà đang cố gắng binh vực cho Hồng Kông á, thì Anh vẫn là cái nước mà quan trọng nhất. Vì có trách nhiệm tinh thần và trách nhiệm pháp lý nữa. Trong việc là đó, vì Anh là một trong ba, là một trong hai quốc gia mà ký vào cái hiệp định trao trả Hồng Kông. Và cái nước thứ nhì mà có ảnh hưởng quan trọng nữa là Nhật. Tại vì Nhật là cái nước mà có một cái cộng đồng người Nhật sinh sống ở Hồng Kông nhiều nhất. Cho nên hai quốc gia đó vẫn phải lãnh đạo hơn là Mỹ nữa. Rồi về tình hình ở Hồng Kông thì rõ ràng là Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu muốn khủng bố tinh thần. Cái chuyện rõ ràng là chuyện họ đang tập trận ở ngay Thẩm Quyến, tập trận cho cảnh sát chống bạo động, bạo loạn. Và họ TV của Trung Quốc thì cứ ra khả nói là đây là Hồng Kông là có một cái cuộc bạo loạn đây. Họ muốn chuẩn bị tinh thần như vậy. Nhưng các nhà phân tích và ngay cả những người lãnh đạo Hồng Kông họ cũng không sợ lắm đâu. Là vì họ nghĩ Trung Quốc á, Hồng Kông á, nó là cái con cổng mà để trứng vàng của Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc không dám làm cái chuyện gì gọi là quá lỗ mãng đối với Hồng Kông như là đã làm với Thiên An Môn. Một biến cố như vậy mà xảy ra Hồng Kông á, thì nó sẽ gây ra nhiều cái gọi là hậu quả khôn lường. Và nhất là trong cái hoàn cảnh mà khó khăn bây giờ nữa. Cho nên những người ở Hồng Kông á, họ sợ thì họ không sợ. Tuy nhiên họ phải cũng phải, vì vậy mà họ cần phải tự chế nữa. Đừng làm cái chuyện gì để cho Trung Quốc có việc, hoặc là để cho bà Carrie Lam, bà viện cớ đó mà bà mời cảnh sát Trung Quốc vô để giúp. Lấy ví dụ như cái chuyện gì không, cái chuyện mà phong tỏa phi trường nè. Đến một lúc nào đó nó phải có một cái giải pháp dung hòa gì đó. Chứ nếu mà để cho cái chuyện mà hàng không tê liệt thì chính quyền Hồng Kông có thêm một cái lý do để mà mời cảnh sát Trung Quốc vô giải quyết. Hoặc là làm gì làm, đừng dẫn đến chuyện mà đốt nhà. Cái đó rất là nguy hiểm. Đó là những cái mà bên phong trào đối lập họ phải kiểm soát, tự kiểm soát họ. Nhưng mà nó có xảy ra cái trường hợp là cảnh sát chìm của Hồng Kông, của Trung Quốc, họ giả dạng làm người biểu tình và người biểu tình nhận diện được là đánh tơi tả. Vì trở muốn hỏi anh Kim. Cái đó cũng phải cẩn thận lắm nha. Đúng. Tại vì ví dụ như có một những người mà bị bắt mà không bị bay, không bị đánh nhưng bị trói lại. Ông đó, ông là đặc phái viên của một tờ báo, hình như của tờ Hoàn Cầu, Thời báo. Có thể ông cũng là người làm vùng luôn. Đúng. Nhưng mà dù sao ông có cái thẻ báo chí. May là cũng cái ban tổ chức đó, họ can thiệp ngay tại chỗ luôn. Thì theo anh Kim á, thì nếu mà Hồng Kông á, là Trung Quốc nó có cái giải pháp để là giải quyết vấn đề Hồng Kông hay không? Hay là Hồng Kông sẽ là cái tử điểm của cái chế độ Cộng sản Trung Quốc? Cái Hồng Kông bây giờ đó nó là cái điểm mà Trung Quốc nuốt được không vượt qua. Cái cần đó là gân gà đó, không, như Tào Tháo ăn gân gà. Nhả ra cũng không được. Tuy nhiên thì có thể là Trung Quốc sẽ cố gắng kìm hãm thế nào để qua cái hội nghị ở Bắc Tây Hà. Và đồng thời đó thì Trung Quốc cũng mong rằng bây giờ chúng ta thấy rằng sang thức thứ ba, Trung Quốc cũng mong rằng tới một lúc nào đó thì người dân Hồng Kông ấy, người ta bắt đầu nản và từ đó cái phong trào biểu tình nó sẽ giảm từ xuống. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà còn kế hoạch của dân Hồng Kông ấy, thì họ lại tăng tốc cái biểu tình và họ đòi hỏi rộng lớn hơn. Thì chính vì thế cho nên ấy, chúng ta trở lại cái cuộc biểu tình trần trường đối với chống cộng với bên này đó, cộng đồng Việt Nam nó nhỏ, thành ra khi mà có cuộc biểu tình thì những người an ninh của trong cộng đồng Việt Nam bảo rằng đừng bao giờ để cho cộng sản nó lọt vô và nó tạo cái bạo động khiến cho Mỹ hiểu nhầm. Thì bây giờ bên Trung Quốc cũng vậy. Thì cái những người biểu tình, kể cả những người dân Hồng Kông, người ta cũng cố gắng, người ta tìm cách, tất cả cách để loại những cái thành phần mà thân thiết gì trong đó nằm vùng để phá hoại. Nhưng mà tới lúc thì cuộc đụng độ cũng có thể xảy ra,
nhưng mà người dân Hồng Kông ấy thì nó đỡ hơn là cái cuộc biểu tình họ dù vàng thì còn lãnh tụ, bây giờ đây không có lãnh tụ nữa thì bắt nguội. Nhưng mà cái thật sự Trung Quốc nó sợ, rất là sợ là không phải là vấn đề biểu tình tại Hồng Kông, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vô Bắc Kinh. Thì anh nghĩ rằng là cái đó nó cái sức lan tỏa của Hồng Kông nó sẽ làm cho chế độ lung lay không? Đúng, nhưng mà nó cái gần nhất ấy là ảnh hưởng sang Đài Loan. Người dân Đài Loan đang theo dõi một cách rất sát nút. Nếu mà Trung Quốc đàn áp mạnh ấy, thì coi như Đài Loan có cái cớ để mà coi như độc lập. Còn trong khi đó, thì chưa nói tới Hồng Kông, Bắc Kinh vội. Ngay bên cạnh đó là thẩm quyến là Hồng Kông, Quảng Đông, là Quảng Đông. Thì Quảng Đông chúng ta nhớ một điều là cách đây một thời gian cũng lâu rồi, thì người dân ở Quảng Đông, trong đó là vùng Ô Khảm, muốn có cuộc bầu cử dân chủ tự do. Và một xã trưởng đó đã được dân bầu một cách tự do. Và cái này đó, nó sẽ ảnh hưởng tới Bắc Kinh và ảnh hưởng tới những vùng khác, chẳng hạn như Tân Cương, Tây Tạng hay Nội Mông chẳng hạn. Đó là cái điều mà khó khăn cho Trung Quốc. Cảm ơn anh Kim. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.